Các bạn ơi, đây là khán đài của sân Lạch Tray nha. Rất đông các cổ động viên Hải Phòng mà họ vẫn chưa đến hết đâu các bạn ạ. Ngồi trên hai tầng khán đài rồi. Nhưng mà tôi sẽ cho các bạn đến một cái khu vực cực kỳ cuồng nhiệt. Đấy là cái khu vực của các cổ động viên. Còn đây là các cầu thủ dự bị của họ đang khởi động này. Năm nay thì trái bóng là trái bóng Cobra nha quý vị nha. Đây, trái bóng Cobra sẽ thi đấu ở V-League mùa giải năm nay. Và đây là cái trái bóng Cobra, có nghĩa là rắn hổ mang. Đấy, trái bóng có cái thiết kế màu tương đối bắt mắt á. Rồi, bây giờ ra cổ động viên Nam Định đi nhỉ. Một cổ động viên phải nói là sung sướng nhất của V-League. Đây là hội cổ động viên Nam Định nhỉ. Các bạn đã đến sân Chùa Cuối ngày xưa, các bạn đã đến sân Nam Định, sân Thiên Trường bây giờ, thì các bạn đã thấy được cái sự cuồng nhiệt nóng tuyệt cú mèo của các cổ động viên Nam Định chưa các bạn ơi. Phải nói là ở V-League mà vắng cổ động viên Nam Định thì nhạt vô cùng. Họ được tổ chức rất là kỷ luật và họ rất là đoàn kết nha. Ngày xưa thì có hội cổ viên Ninh Bình cũng khủng khiếp đấy. Đấy, mang cả cái dàn karaoke di động to đùng bùng luôn. Nói chung là bóng đá hay là các môn thể thao tập thể mà không có cổ động viên là đứt. Phải có cổ động viên và cổ động viên là phải cuồng nhiệt cỡ như cổ động viên Nam Định ấy. Ngày xưa thì có cổ động viên Hải Phòng thì nổi tiếng cực kỳ, nhưng mà họ đã bẵng đi một thời gian, phải nói là bị mất đi cái tinh thần, mất đi cái không khí kể từ sau khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cấm họ sử dụng pháo sáng ấy, trên sân Lạch Tray ấy, cũng đã bị giảm sút cái sức nóng đi rất nhiều. Nhưng mà bây giờ thì thay vào cổ động viên Hải Phòng là cổ động viên Nam Định nha. Mà cổ động viên Nam Định là rất là văn minh. Họ cũng có những cái sử dụng pháo sáng như ngày trước thôi, nhưng bây giờ là họ không sử dụng pháo sáng rồi. Chỉ có khi mà đá trên sân Thiên Trường mà có bàn thắng thì họ bắt đầu đốt cái pháo sáng ở trên cái khu vực khán đài dành riêng cho những cổ động viên ruột ấy. Đấy, tuyệt vời không? Sung sướng không? Đấy. Bao nhiêu các giải vô địch ở châu Âu đang đá không khán giả, các giải ở châu Á thì lẻ tẻ, giải đá giải không. Trong khi đó thì V-League quá cuồng nhiệt các bạn ạ. Sung sướng vô cùng luôn khi mà chúng ta cuối tuần chúng ta được theo dõi, đến sân chúng ta cổ vũ, chúng ta hát hò, chúng ta làm đủ mọi thứ, miễn là không vi phạm pháp luật để cổ vũ đội bóng của mình. Tôi nghĩ đấy là cái điều sung sướng vô cùng cho các cổ động viên Việt Nam các bạn ạ. Góc của các cổ động viên Nam Định nhá. Ok quý vị, là Nam Định năm nay thì không còn Đỗ Melo, không còn Rafael Sơn, nhưng mà họ lại có hai cầu thủ đá rất hay. Và đặc biệt là cầu thủ người Đức gốc Kosovo Kurayzi ấy, đá cực kỳ khôn bóng và cực kỳ tỉnh táo luôn. Anh đã tỏa sáng trong cái trận đấu thắng Hà Nội 3-0 ngày ở vòng mở màn ấy. Và ngày hôm nay tôi nghĩ là Kurayzi cũng sẽ tỏa sáng trong trận đấu trên sân Hải Phòng này. Hãy đặt niềm tin ở anh ấy. Ok.